Hành thiền niệm xứ minh sát quan trọng như thế nào phần 5. Để tiếp tục bài pháp thoại hồi tháng 3, hôm nay ngài thiền sư sẽ tiếp tục giảng về sự quan trọng của việc thực tập thiền niệm xứ minh sát dựa trên các bài giảng của ngài Mahasi Sayadaw. Trong bài pháp thoại hôm nay, sư muốn chia sẻ với quý vị thêm 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của ngài Mahasi Sayadaw mà sư nghĩ rằng sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý vị. Điều thứ nhất, đối với những gì mình thật sự muốn có thì không thể nhờ hỏi ai khác làm cho mình được. Pháp cũng vậy, chỉ khi nào chính mình thực tập thì pháp mới thành tựu được. Thứ hai, Người nào không biết đúng đắn thì người ấy sẽ vui sướng và thích thú với các đối tượng bởi vì sự thích thú này mà người ấy bám níu bởi vì bám níu người ấy sẽ hành động và nói những lời để đạt được sự mong muốn của mình. Thứ ba, khi chánh niệm, định tâm và trí tuệ được lớn mạnh trong khi quan sát phòng xẹp vân vân người thiền sinh sẽ thấy sự bắt đầu và sự chấm dứt của cái phòng một cách rõ ràng. Người thiền sinh cũng sẽ thấy sự bắt đầu và sự chấm dứt của cái sẹp một cách rõ ràng. Câu hỏi thứ nhất là Pachatang Veditabo có nghĩa là gì? Trên đời này, chỉ khi nào chính tay mình làm thì công việc của mình mới được thành tựu. Chỉ khi nào mình ăn thì mình mới no, còn người khác thì không no. Khi mình buồn ngủ, chỉ khi nào mình được ngủ thì mình mới thấy khỏe khoắn lại. Nếu một người nào khác ngủ thì mình sẽ không thấy khỏe khoắn vì giấc ngủ của người đó. Đối với những gì mình thật sự muốn có thì không thể nhờ hỏi ai khác làm cho mình được. Pháp cũng vậy. Chỉ khi nào chính mình thực tập thì Pháp mới thành tựu được. Do đó, Pachatang Veditabo, có nghĩa là Pháp được kinh nghiệm bởi chính bản thân và từng người một trong những ai thực tập nó. Câu hỏi thứ hai, Niwarana hay chướng ngại tinh thần là gì? Khi mới bắt đầu hành thiền, tâm thiền sinh thường đi đó đây, không yên tĩnh, đây gọi là nivarana hay là chướng ngại tinh thần đây là các loại tâm cản trở sự sanh khởi của định và tuệ Thiền xin phải loại trừ nó mỗi khi nó sanh khởi câu hỏi thứ ba chitta wisudi tâm tịnh hay tâm trong sạch là gì bằng cách loại trừ các tâm chướng ngại mỗi khi chúng sanh khởi và khi niệm và định trở nên mạnh mẽ, tâm sẽ không còn đi đó đây nữa. Lúc ấy, chỉ có tâm ghi nhận sanh khởi một cách liên tục mà thôi. Tâm trước là một tâm ghi nhận, và tâm theo sau cũng là một tâm ghi nhận. Như vậy, chỉ có tâm ghi nhận sanh khởi mà thôi, và tâm trở nên trong sạch. Đây gọi là Chitta Visuddhi tâm tịch hay tâm trong sạch câu hỏi thứ bốn làm sao thiền sinh phân biệt được danh và sắc hay là thân và tâm bắt đầu từ lúc tâm được trong sạch người thiền sinh biết đối tượng ghi nhận là một thứ và tâm ghi nhận là một thứ khác trước đó thiền sinh nghĩ rằng đối tượng ghi nhận của thân và tâm ghi nhận là một người bây giờ không nghĩ như vậy nữa thiền sinh thấy chúng là hai thứ riêng biệt. Đối tượng ghi nhận phòng xẹp là một thứ, và cái tâm ghi nhận và biết sự phòng xẹp vân vân là một thứ khác. Thiền sinh bây giờ biết hai thứ này là riêng biệt. Thiền sinh cũng phân biệt luôn những đối tượng sắc pháp được ghi nhận và tâm ghi nhận. Những đối tượng sắc pháp được ghi nhận như co, duỗi, chuyển động, thay đổi oai nghi, đứng, đi, giờ, đạp, vân vân. Đó là những cái đối tượng về thân phải được ghi nhận. Và bây giờ thì người thiền sinh sẽ không có lẫn lộn hai cái thứ này nữa. Câu hỏi thứ năm: Khi nào thiền sinh mới thoát khỏi Atta Diti hay ngã kiến? Và khi nào mới có được Dit wisudi, kiến tịnh hay sự trong sạch của quan kiến. Đây là tuệ minh sát, phân biệt được thân và tâm. Namarupa pariccheda ñana. Hay là tuệ phân biệt danh sắc. Khi thiền sinh hiểu được rằng thân là một thứ và tâm hay biết là một thứ khác thì lúc ấy thiền sinh thoát khỏi sự hiểu biết sai lầm về ngã. Ataditi hay ngã kiến, mà trước đây dựa vào đó, thiền sinh tin tưởng rằng chỉ có một người hay chỉ có một tấm thân này. được thoát khỏi Ataditi hay ngã kiến và có được sự hiểu biết rõ ràng thì gọi là dithi vishudi hay kiến tịnh sự trong sạch của quan kiến. thứ sáu, thiền sinh phải ghi nhận gì trước khi đổi oai nghi, trước khi co hay duỗi. Trong khi đang ghi nhận phòng xẹp, ngồi vân vân, nếu sự căng cứng, nóng, đau vân vân săn khởi, thiền sinh phải ghi nhận chúng. Trong khi đang ghi nhận các cảm thọ này, nếu có ý định muốn đổi tư thế, muốn co hay muốn duỗi, người thiền sinh cũng phải ghi nhận chúng. Sau khi quan sát những ý muốn này, người thiền sinh phải ghi nhận sự đổi tư thế, sự co hay duỗi, vân vân. Câu hỏi thứ bảy, làm sao thiền sinh hiểu được rằng chỉ có nhân và quả mà thôi? Vì có ý muốn đổi tư thế mà thiền sinh đổi tư thế, vì có ý muốn co mà thiền sinh co vì có ý muốn duỗi mà thiền sinh duỗi do ý muốn đổi tư thế ý muốn co duỗi mà đưa đến các động tác của thân để đổi tư thế để co để duỗi không có một bản ngã hoặc một cái tôi nào tác động cả bằng cách này thiền sinh hiểu được là chỉ có nhân và quả mà thôi khi đang quan sát sự đi dở, bước và đạp. Ý muốn đi, ý muốn dở chân lên, ý muốn bước tới, ý muốn để chân xuống trở nên rõ rệt. Thiền sinh phải ghi nhận và biết các ý muốn đi và sự đi, ý muốn dở và sự dở, vân vân. Quán sát bằng cách này, thiền sinh biết được rằng mình đi vì có ý muốn đi sau khi biết rằng mình dở chân vì có ý muốn dở chân thiền sinh nhận thức được bằng kinh nghiệm của chính mình rằng chỉ có nhân và quả mà thôi câu hỏi thứ tám đến khi nào thiền sinh có được đoạn nghi tịnh hay tâm trong sạch vì không còn hoài nghi chẳng hạn như hoài nghi rằng trong quá khứ tôi có hiện hữu hay không, vân vân. Khi đang quán sát sự thấy, sự nghe, vân vân, thiền sinh hiểu được rằng mình thấy vì có con mắt, có vật thấy được, mình nghe vì có tai và có âm thanh, vân vân, và chỉ có nhân và quả mà thôi. Nếu chúng ta không quán sát, thì chúng ta sẽ không biết đúng đắn nếu không biết đúng đắn thì chúng ta sẽ vui sướng và thích thú vào đối tượng. Vì sự tha mái này mà chúng ta sẽ bám giữ nó. Vì bám giữ nên chúng ta hành động và nói năng để đạt được những gì mình muốn. Nếu chúng ta làm chuyện bất thiện thì chúng ta sẽ chịu hậu quả đau khổ vân vân. Tùy vào ba la mật chúng ta hiểu nhân và quả tương quan với nhau như thế nào Biết như vậy Chúng ta hiểu rõ ràng Rằng trong cái tấm thân này Chỉ có nhân và quả Chẳng có ai điều khiển hay tạo tác Chỉ có nhân và quả Đây gọi là Pachaya Parikahayana Hay tuệ minh sát về nhân và quả khi tuệ minh sát này trở nên lớn mạnh, chúng ta sẽ xác định rằng trong các kiếp trước cũng chỉ có nhân và quả, và trong tương lai cũng chỉ có nhân và quả. Đây là Kanka Vittarana Visuddhi, đoạn nghi tịch. Lúc này, tâm chúng ta được trong sạch, nhờ không còn hoài nghi, chẳng hạn hoài nghi như tôi có hiện hữu trong quá khứ, quá khứ hay không, vân vân. Câu hỏi thứ 9. Làm sao sự hiểu biết về vô thường sanh khởi? Khi niệm, định và tuệ trở nên lớn mạnh, trong khi đang quan sát sự phồng xẹp vân vân, chúng ta biết rõ ràng cái bắt đầu và cái chấm dứt của phòng chúng ta cũng biết rõ ràng cái bắt đầu và cái chấm dứt của sẹp. Khi co hay duỗi, chúng ta cũng biết rõ ràng cái bắt đầu và cái chấm dứt của co và duỗi. Khi đi, chúng ta cũng biết cái bắt đầu và cái chấm dứt của từng bước một cách rõ ràng. Khi đang quan sát sự dở, bước và đạp của chân, chúng ta thấy rõ cái bắt đầu, cái chấm dứt của sự dở, cái bắt đầu, cái chấm dứt của sự bước, cái bắt đầu, cái chấm dứt của sự đạp. Biết như vậy, chúng ta có thể qua kinh nghiệm xác định rằng các hiện tượng này biến mất sau khi sanh khởi, do đó là vô thường. Khi đang quán sát sự đau, vân vân, chúng ta biết chính xác cái bắt đầu và cái chấm dứt của các cảm giác khó chịu. Khi ghi nhận đau, đau, vân vân qua kinh nghiệm của chính mình, chúng ta thấy rằng cái đau sau khi suy giảm, chấm dứt và biến mất. Biết như thế này, sau khi suy xét qua kinh nghiệm của chính mình, chúng ta xác định rằng các cảm giác khó chịu biến mất sau khi đã sanh khởi, nên nó là vô thường. Đây chỉ là những lời giải thích ngắn gọn để thiền sinh hiểu được sự sanh diệt của thân tâm qua quá trình của nó hay santati, quá trình liên tục thuộc tuệ thấu đạt hay samasana nhana. Câu hỏi thứ 10. Khi nào thiền sinh thấy được rằng cái phòng không phải chỉ là một cái phòng và cái xẹp không phải chỉ là một cái sẹp. Sau thấy như thế này, khi Udayabhyana hay là tuệ sanh diệt sanh khởi, thiền sinh sẽ thấy rằng cái phòng không phải chỉ là một cái phòng và cái sẹp không phải chỉ là một cái sẹp mà là ba bốn năm sáu vân vân phần riêng biệt. Sau đó thiền sinh thấy nó lần lượt biến đi lúc này tuệ vô thường trở nên rõ và dễ thấy hơn. lúc này trong một cái co hay một cái duỗi thiền sinh thấy thật nhiều cái co hoặc thật nhiều cái duỗi riêng biệt diễn ra nối đuôi nhau khi đang đi trong một cái dở một cái bước hay một cái đạp, thiền sinh thấy cái dở bước đạp riêng biệt và diễn ra cái này nối tiếp cái kia. Cũng vậy, khi đang ghi nhận đau, đau, thiền sinh thấy nhiều khoảnh khắc của sự đau săn khởi và biến mất, săn khởi và biến mất, nối đuôi nhau. Câu hỏi 11 Anicca Nupasana Nhana, tuệ quán vô thường, nghĩa là gì? thêm nữa khi đang ghi nhận nghe nghe thiền sinh kinh nghiệm rõ ràng là sau cái nghe âm thân biến mất sau cái nghe nữa âm thân lại biến mất nữa thiền sinh cũng kinh nghiệm là tâm ghi nhận vừa ghi nhận xong rồi biến mất vừa ghi nhận xong nữa rồi lại biến mất nữa và cái tâm ghi nhận chính nó cũng biến mất rất là nhanh. Những ai có trí tuệ sắc bén cũng kinh nghiệm và thấy sự biến mất xảy ra rất nhanh. Người ấy sẽ kinh nghiệm rằng bất cứ cái gì mình quan sát sẽ biến đi thật nhanh, và chợt hiểu rằng tất cả đều vô thường. Đây là sự hiểu biết thật sự về vô thường. Anicca Nupassanayana hay tuệ quán vô thường. Về phương pháp để có được tuệ này có câu kệ sau đây. Lúc đang quán sát, vì kinh nghiệm sự diệt của các hiện tượng, sự hiểu biết về vô thường này được gọi là Anicca Nupasana Nhana hay tuệ quán vô thường. Câu hỏi thứ 12 Khi tuệ minh sát trở nên lớn mạnh thiền sinh sẽ không còn thấy hình dáng nữa. Vậy lúc đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm gì? Lúc bắt đầu hành thiền, khi thiền sinh quán sát các hoạt động của thân như phòng, dẹp, vân vân thiền sinh sẽ thấy rõ hình dáng của bụng hay hình dáng của thân, của tay, của chân, vân vân Tuy nhiên, khi tuệ minh sát trở nên lớn mạnh, thiền sinh sẽ không còn thấy hình dáng nữa. Thiền sinh chỉ kinh nghiệm các hiện tượng liên tục biến mất. Dù đó là các hoạt động của thân như phòng xẹp của bụng, sự co duỗi đi, vân vân, Hay dù đó là các cảm thọ. Hay dù đó là các hoạt động của tâm như suy nghĩ, tính toán, vân vân, hay dù đó là các đối tượng của Pháp, như thấy, nghe, vân vân hay dù đó là tâm ghi nhận. Khi thiền sinh thấy các hiện tượng này chỉ biến đi ngay lập tức, đó là Anicca Nupasana Nyana, hay tuệ quán vô thường, nghĩa là tâm biết được sự vô thường trong mỗi ghi nhận. Câu hỏi 13 Đến khi nào thiền sinh mới nhận thức được rằng tất cả là khổ và không có cái gì để vui thích và đáng tin cậy được khi hiểu được vô thường như vậy thiền sinh sẽ nhận thức rằng tất cả đều là khổ và không có cái gì để vui thích và đáng tin cậy được thiền sinh sẽ nhận thức rằng chỉ có các hiện tượng mà không có cái tôi cái ta thấy được như vậy là một niềm vui vô tận đến đây thiền sinh đang ở tầng tuệ diệt hay bằng ga nhà nạ. Câu hỏi thứ mười bốn: nếu thiền sinh tiếp tục quan sát liên tục, thì sẽ kinh nghiệm gì kế tiếp? Tuy nhiên, thiền sinh không nên thỏa mãn với sự hiểu biết ở mức này, mà phải tiếp tục quan sát liên tục. Khi thấy các hiện tượng biến mất trong mỗi ghi nhận, thiền sinh có thể nghĩ rằng nó thật là đáng sợ đây là tuệ sợ Bha-ya-nha-na. sau khi thấy các hiện tượng là đáng kinh sợ thiền sinh sẽ thấy chúng là thiếu sót khiếm khuyết hay là không có tốt đây là A-di-na-wa-nha-na. tuệ thấy hiểm nguy sau khi thấy sự thiếu sót thiền sinh sẽ nhàm chán không thích thú. Đây là Nibbida Nhana, tuệ chán nản. Sau khi nhàm chán, thiền sinh muốn vứt bỏ cái thân tâm này và không muốn bám níu vào nó nữa. Đây là tuệ muốn giải thoát. Mujinchu Kamyata Nhana Sau khi muốn vứt bỏ cái thân tâm này, thiền sinh vẫn phải tiếp tục quan sát liên tục để có thể vứt bỏ cái thân tâm này. Đây là tuệ suy tư, Patisankhanyana. Khi thiền sinh tiếp tục quán sát và sự thực tập tiến bộ, thiền sinh không cần phải cố gắng nữa mà chánh niệm vẫn sanh khởi mà không suy giảm. Ban đầu, thiền sinh phải cố gắng để ghi nhận bốn, năm hoặc mười lần nhưng sau đó các đối tượng ghi nhận tự phơi bày một cách tự động sự biết cũng vậy cũng tự phơi bày một cách tự động lúc đó giống như thiền sinh chỉ cần ngồi mà thôi không phải cố gắng gì cả và cảm thấy rất dễ chịu câu hỏi thứ mười lăm đến tầng nào thiền sinh có thể quán và ghi nhận trong một tiếng hai tiếng đồng hồ hoặc trong một thời gian dài liên tục mà không thối chuyển vì sự ghi nhận và quán sát tốt đẹp như đã nói trên nên tha mái không sanh khởi dù thiền sinh thấy các hiện tượng biến mất thật nhanh nhưng không còn thấy chúng là kinh sợ và thiếu sót nữa chỉ có sự biết sanh khởi một cách liên tục đây là tuệ xả hành Sankharupekanyana. Mà nhờ đó, thiền sinh có thể quán sát các hiện tượng có điều kiện một cách bình thản. Khi đạt được tuệ xả hành, Sankharupekanyana, người thiền sinh có thể ghi nhận và quán sát trong một giờ, hai giờ, vân vân hoặc là một thời gian thật dài, một cách liên tục, mà không thối chuyển. Lúc này không còn những cảm giác khó chịu như cứng, tê, đau, vân vân mà thiền sinh cảm thấy thật dễ chịu. Thiền sinh có thể cảm nhận rằng, dù mình đã thực tập hai ba tiếng đồng hồ, mà giống như chỉ mới một thời gian ngắn. Đây là một tuệ minh sát, thật vi tế và rất tốt. Vì thời gian có hạn, nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại ba điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Điều thứ nhất, đối với những gì mình thật sự muốn có thì không thể nhờ hỏi ai khác làm cho mình được. Pháp cũng vậy, chỉ khi nào chính mình thực tập thì pháp mới thành tựu được điều thứ hai người nào không biết đúng đắn thì người ấy sẽ vui sướng và thích thú với các đối tượng bởi vì sự vui thích này mà người ấy bám níu bởi vì bám níu người ấy sẽ hành động và nói những lời để đạt được sự mong muốn của mình điều thứ ba khi chánh niệm định tâm và trí tuệ được lớn mạnh trong khi quan sát phòng xẹp vân vân, người thiền sinh sẽ thấy sự bắt đầu và sự chấm dứt của cái phòng một cách rõ ràng. Người thiền sinh cũng sẽ thấy sự bắt đầu và sự chấm dứt của cái xẹp một cách rõ ràng. Sa Sa Sa